Ngoài Hải Phòng thì các địa phương nằm trong tầm ảnh hưởng của cơn bão số 2 cũng đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó. Phần tổng hợp nhanh của phóng viên VTC14. Tại tỉnh Quảng Ninh, số tàu thuyền đăng ký hoạt động là 8.460 tàu, trong đó tàu đánh bắt xa bờ số lượng 258 chiếc. Đến nay, toàn bộ số tàu xa bờ đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão và đã di chuyển về đỗ tại các khu neo đậu, tránh trú an toàn. Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã quyết định sẽ tạm dừng cấp phép đối với tàu du lịch và tàu ra các tuyến đảo để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Hiện toàn tỉnh có 9.663 ô lồng nuôi thủy sản, tập trung tại vùng trọng điểm Cô Tô, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, Cẩm Phả, Hạ Long. Chi cục thủy sản đã phối hợp với các địa phương thông tin, hướng dẫn các chủ lồng phương pháp chằng chốt, gia cố. Còn tại Nam Định, trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành công điện khẩn về việc triển khai ứng phó bão số 2, trong đó ban hành lệnh cấm biển từ 12 giờ trưa nay, cấm các hoạt động vui chơi trên biển, tắm biển từ 16 giờ chiều nay. Các lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, tỉnh Nam Định cũng yêu cầu cơ quan chức năng ra soát lại các điểm đê sung yếu, đặc biệt là tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy và tuyến đê biển huyện Nghĩa Hưng, vốn đang sụt sạt trong thời gian qua. Với các điểm sung yếu thì cần chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ để xử lý, đồng thời tiến hành lên phương án di dân ven biển. Trước diễn biến của cơn bão số 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ sáng nay, kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn, tổ chức lực lượng hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu, tránh trú trước khi bão đổ bộ. Cùng với đó, di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản, các hộ dân sinh sống ven sông, ven biển, số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt cá đã neo đậu trên địa bàn vào nơi an toàn và hoàn thành trước 16 giờ cùng ngày. Trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có mưa rào và dông. Tổng lượng mưa cả đợt này lên đến 200mm nên việc tiêu thoát nước đệm đã nhanh chóng được triển khai để tránh ngập úng, gây thiệt hại cho các diện tích lúa mùa.